Hôm nọ giờ tao mới thấy bài này mày thổi tao hồn chí. Lại đi mày ơi. Ngoài. Chào cả nhà nhá, Bình Liêu, Bình Liêu, Bình Liêu. Bây giờ sẽ đi vào cái thác gì đấy. À, suối chảy róc rách à. Nhưng mà trời đang mưa phùn phùn các bạn ạ. Ở đây trồng nhiều rong ấy. Mời cả nhà ăn ổi nhá. Trông ngon nhưng mà ăn cũng trông ngon nhưng mà ăn cũng khá ngon. Không ngọt như là ổi bình. Ổi này hơi chua chua chắc chắn. Đây chứ chua. Nhìn rõ chín rồi nhưng mà vẫn chua. Thế nên người ta bà quấy sẵn ra các cái quấy nhỏ nhỏ ấy. Cho hai là bao nhiêu gia đình vậy ạ? Ở đây không ngon bằng ở mình. Ở mình ngon. Ở nhà suối chảy róc rách đến kia rồi. Em không nghĩ là em phụ cái xe mà em chụp. Em thấy tự phụ mình. Tại vì kiểu cũng vui xong mà hát ấy vui. Quên đi. Hát quên. Để đi từ qua giờ đi xe quen bố. Không phải là quen hơn. Sáng nay 4 giờ. Không biết Bình Liêu có cái gì. 4 giờ đã tỉnh rồi. Đầu tiên mình đi Bình Liêu. Thế là mò dậy đi lễ. Hôm qua đi Trung Quốc nhưng mà nó fail á. Đánh là không đăng đi Trung Quốc. Chỉ đang đốt pháo thôi. Ngã xuống đây em cho anh ở đây luôn. Yeah. Ở đây xem có cô gái dân tộc Tày nào không. Anh từng lần bị bắt. Mùa này là mùa này là hơi là anh Vũ ơi, để em tái hiện lại rửa tôi nhé. Rửa tôi nhé. Chú ơi, chú rửa tôi. Dinh đầu chú. Ra, cha xuống. Cha xuống. Cả nhà nhà mình chụp một kiểu ở đây này. Phải trời mưa lúc ném hơi trơn. À nó cá không? Đi chặt đất chị ơi, đi chặt đất cá rồi. Đó, có cá không anh? Chị ơi, đi chặt đất đi. Ờ, đi chặt đất cho nó rẻ quá trơn ấy. Tại vì trời mưa nước trời mưa trơn ấy. Chị ơi, trơn ấy, chị ơi, cái món nó có thể là trơn ấy. Nó có màu gì không? Trời ơi, em nhìn thấy cái bát cầy chân. Không có bát đâu chị. Không như này á, có gì như này. Ngon quá. Không có gì như này. Cảm ơn. Chị ơi, chị ơi. 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 Ch
nào chú đi nào được đấy chú đi em đây Linh ơi chị đây mà chú chị nhỏ em ơi em sợ chị này nào ghi lại khoảnh khắc đây nào Tất quả lẻ à? Bây giờ mình sẽ đi ăn cơm nhá, xem cơm Bình Liêu có những gì. Đấy, rồi lên hôm nay là săn mấy mây cả, đi đầy mây cả. Săn mấy cái đồ đi Đà Lạt mà săn mấy cái đèn trắng đi mây. Anh em vừa chụp ảnh quả uống nước thì có ngửi cái mùi gì không? Làm nó cứ làm đây. Thấy uống lấy nước tố bơ. Bơ này bơ sáp màu vàng nhá. Bơ mật. Đà Lạt ngồi cạnh mình nhỉ? Chú chụp ảnh nhỉ? Cha. Cha đâu? Cha đứng ngoài. Bỏ luôn cha. Tiến. Trong cả trong đó. Bỏ này. Rất cái sự sẵn. Nhìn nhá, nhìn nhớ. Nó lôi cha mình vào luôn. Chưa hết 2 tiếng chưa hết 2 tiếng không thực sự anh em à cha thông cảm nha cha lại chú đồng lạnh chụp muốn đi đường bám biên ngon Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, hai na. Yo, hai na.
Đi làm thì ra ăn sớm. Ăn giống quả sân nâu à? Ngon phết mà. Mua nhưng mà trăm hết rồi. Không, thùng này của ấy. Không ai của con. Ngon phết nhỉ? Ăn ngon đấy. Cha được lấy thùng mấy con hay lấy thùng mấy con. Anh Mai đây là quả này, quả chưa chín đúng không? Chung mua ngan đen rồi. ngan đen nhưng mà trông nó không đen nhỉ, chắc chỉ lông nó đen thôi. Cái của nó hơi sọc sọc. Rồi mình đi về đây, chuyến đi Bình Liêu thế là hết. Nói chung là có đi suối một tí rồi về ăn cơm thế thôi. Chào cả nhà nhé. Ngan. Vâng.